Alpha. Chuyến đi đầu tiên của mình trong năm nay đó là được đến mảnh đất Bắc Hà. Thử thách lần này đến từ Sony, đó là mang theo chiếc máy ảnh mới nhất Sony A7 R5 để ghi lại hành trình của mình. Với một chiếc máy thuộc dòng R dành cho các nhiếp ảnh gia, chất lượng video từ Sony A7 R5 thực sự làm mình bất ngờ những gì nó làm được. Khả năng quay 10 bit tăng sự mượt mà cho màu sắc. Chống zoom máy lên đến 8 stop tăng tính ổn định cho các shot quay dù là handheld, không cần đến gimbal. Hệ thống lấy nét sử dụng trí tuệ nhân tạo đáng tin cậy trong các điều kiện khó khăn. Khả năng quay video 8K trở thành một lựa chọn thú vị giúp bản thân mình có nhiều lựa chọn cho khung hình khi về dựng. Dual Native ISO tại 800 và 2500 giúp mình có thêm các tùy chọn cho các điều kiện ánh sáng khác nhau để có được footage mịn nhất. Với các features trên, Sony A7 R5 không chỉ cho ra chất lượng ảnh với độ sắc nét đáng kinh ngạc, mà còn cho các nhiếp ảnh gia có thêm những lựa chọn cho video để có được các thước phim có thể thỏa mãn những người khó tính nhất. Sony A7 R5 là chiếc máy toàn diện đáng nâng cấp dành cho các nhiếp ảnh gia. Từ những cải thiện về mặt hình ảnh cũng như những cải tiến nâng cấp trong khả năng quay video, chiếc máy này xứng đáng là một người bạn đồng hành, phục vụ cho những nhu cầu khắt khe, yêu cầu sự chính xác với chất lượng cao nhất. Với cá nhân mình, Sony A7 R5 là chiếc máy đáng để nâng cấp từ phiên bản tiền nhiệm vì những gì nó có thể mang lại cho người dùng.